Tham gia hội thi năm nay có 19 thí sinh đến từ 14 đảng bộ trực thuộc. Mỗi thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn giáo án, giảng trực tiếp, trả lời câu hỏi liên quan đến nội dung bài giảng và câu hỏi nâng cao kiến thức do ban giám khảo đặt ra. Theo đánh giá của ban tổ chức, các thí sinh đã chuẩn bị nội dung nghiêm túc, trình bày công phu, cập nhật kiến thức mới và hình ảnh, video, minh họa phong phú. Phần thi giảng đã truyền đạt đầy đủ và chính xác nội dung, có đánh giá phân tích và liên hệ thực tiễn. Nhiều thí sinh thể hiện tính sáng tạo trong phương pháp giảng dạy, linh hoạt xử lý tình huống, các câu trả lời kiến thức nâng cao, đúng trọng tâm, đạt yêu cầu, cho thấy kiến thức của thí sinh chắc. Thành công của hội thi đã phản ánh nhiều mặt hoạt động của giảng viên, công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giảng dạy lý luận chính trị tại các địa phương, đơn vị. Từ đó, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng bộ trực thuộc tham mưu cho cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh.